Đảng quỹ phường Long Hòa, quận Bình Thủy cũng vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2024. Nổi bật là đảng quỹ chỉ đạo thành công công tác bầu cử trưởng khu vực, nhiệm kỳ 2024-2029. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện, đã kết nạp mới 4 trên 5 đảng viên, đạt 80% kế hoạch. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 80% chỉ tiêu, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ khó khăn. Công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm tổ chức hoạt động. Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Hệ thống dân dân mặt trận và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động trong đoàn viên, hội viên và nhân dân, chấp hành nghiêm các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Dịp này, một cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền 2019-2023 được nhận bằng khen của thành quỹ Cần Thư. Năm tập thể 11 cá nhân dinh dự nhận giấy khen của đảng quỹ phường vì có thành tích tiêu biểu qua 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13.